chào mừng các anh chị đến với chuyên mục Mấu chốt phát triển tuyển dụng. Như các anh chị cũng biết, bên cạnh doanh số thì việc tuyển dụng cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Tuyển dụng thành viên, phát triển đội nhóm không những giúp chúng ta giảm bớt được gánh nặng trong công việc, nâng cao thu nhập, mà quan trọng hơn cả đây chính là cơ sở thăng tiến, giúp chúng ta có bước phát triển sự nghiệp lâu dài. Do đó, trong chuyên đề kỳ này, CTV xin gợi ý cho các anh chị một vài bí quyết tuyển dụng thành công. Nào chúng ta hãy cùng nhau xem thử nhé! Không ngừng xây dựng thương hiệu. Chúng ta là ai? Công ty chúng ta như thế nào? Đội nhóm chúng ta ra sao? Luôn là những câu hỏi đầu tiên mà các ứng viên đặt ra khi tiếp xúc với chúng ta. Đây là một trong những nhân tố quyết định đến việc tuyển dụng của chúng ta. Hình tượng và thương hiệu của chúng ta có tốt, có độ nhận biết cao thì mới có thể dễ dàng thu hút ứng viên. Trong bối cảnh vẫn còn nhiều người Việt Nam cảm thấy e ngại khi nhắc đến hai từ bảo hiểm, thì việc tạo dựng và không ngừng nâng cao thương hiệu cá nhân của chúng ta là vô cùng cần thiết. Đầu tiên là bạn phải luôn duy trì được tác phong chuyên nghiệp, từ trang phục đến phong thái, lời nói, đảm bảo sao cho bất kỳ ai khi nhìn thấy bạn đều có ấn tượng và ghi nhớ về bạn. Bạn là ai? Slogan của bạn là gì? Câu chuyện thương hiệu của bạn như thế nào? Giá trị bạn muốn đem lại cho cộng đồng? Các ứng viên có thể học được gì khi gia nhập đội nhóm của bạn? Đồng thời, bạn cũng nên cập nhật thường xuyên những kênh cá nhân của mình như Facebook, YouTube với hình ảnh, thông tin tích cực về bản thân qua những giải thưởng, thành tích, hoạt động xã hội, phương châm sống. Hình ảnh bạn muốn chuyển tải đến mọi người cũng chính là hình ảnh mà mọi người sẽ ghi nhớ về bạn. Do đó, nếu như làm tốt, các ứng viên khi tìm hiểu về bạn sẽ dễ dàng bị bạn chinh phục ngay. Ngoài hình tượng cá nhân, chúng ta cũng nên tăng cường và duy trì không khí đoàn kết trong đội nhóm, nâng cao sự chuyên nghiệp của các thành viên, tạo nên những đội nhóm sale tích cực, cầu tiến, chuyên nghiệp. Điều này cũng giúp ứng viên có ấn tượng tốt hơn về đội nhóm mà mình sắp tham gia. Tích lũy danh sách riêng từ người quen. Tuyển dụng thông qua người quen là một trong số những mạng lưới tuyển dụng quan trọng của nghề chúng ta, bởi vì nó có được ưu điểm khó thể thay thế, chính là sự tín nhiệm, cảm giác được tin tưởng. Khi bạn trao đổi vấn đề tuyển dụng với một người vốn đã quen biết với mình, người đó sẽ có xu hướng dễ dàng tin tưởng người họ biết hơn là so với một người hoàn toàn xa lạ. Do đó, bạn sẽ dễ dàng thuyết phục được họ hơn. Ngoài ra, đa số trường hợp tuyển dụng từ người quen thường sẽ là do người quen đó nghe được, biết được bạn có những thành tích tích cực hay thành công nhất định trong nghề bảo hiểm. Những điều này khiến họ thấy ấn tượng và muốn trao đổi thêm với bạn. Cho nên, khi trao đổi chuyện tuyển dụng với người thân quen của mình, bạn sẽ khá là dễ dàng nhận được sự tin tưởng và tuyển dụng thành công. Đa số người lúc mới vào nghề thường tìm kiếm khách hàng qua người quen, nhưng lại không có nhiều người thật sự tận dụng được kênh người quen của mình cho việc tuyển dụng vì họ nghĩ mình đã khai thác hết cả rồi. Nhưng bạn có chắc chắn là mình đã khai thác hết 100% danh sách này chưa? Bạn có bao giờ nghĩ đến việc mở rộng danh sách này không? Xin sự giới thiệu, đừng ngại mở lời. Xin sự giới thiệu có lẽ không còn là phương thức xa lạ đối với chúng ta. Tương tự như trên, nhiều anh chị đã khai thác rất tốt phương thức này khi tìm kiếm khách hàng, nhưng thực chất chúng ta vẫn có thể áp dụng nó cho việc tuyển dụng. Đừng ngại nói, đừng ngại mở lời khi xin sự giới thiệu với những người mà bạn gặp được, kể cả những đối tượng có vẻ ít hiệu quả như khách hàng cũ hay đồng nghiệp. Bởi mỗi một người đều là một kênh giới thiệu vô hạn. Đồng thời, khi đề cập xin sự giới thiệu, bạn nên nói với đối phương một vài tiêu chuẩn về ứng viên mà bạn đang cần tuyển dụng. Ví dụ như, bạn đang tìm ứng viên độ tuổi bao nhiêu, có tố chất thế nào. Điều này sẽ giúp họ dễ dàng hình dung và khoanh vùng giúp bạn những ứng viên tiềm năng. Lại nói, sở dĩ người khác bằng lòng xin sự giới thiệu cho bạn chính là vì cá nhân bạn hay đội nhóm của bạn có tên tuổi nhất định, có thương hiệu tốt. Điều này sẽ khiến cho việc truyền đạt hình tượng tích cực về đội nhóm của bạn đến các đối tượng tuyển dụng qua xin sự giới thiệu được thuận lợi hơn. Nhờ vậy, người đó sẽ càng thêm tin tưởng về đội nhóm mình sẽ tham gia. Phương thức này có sự liên quan mật thiết đến việc xây dựng hình tượng đã đề cập ở trên. Do đó, chúng ta vẫn cần phải xây dựng tốt hình tượng của mình trước. Tận dụng ưu thế của mạng xã hội. Theo thống kê, có khoảng 80% dân số Việt Nam, tức gần 77,1 triệu người sử dụng Internet, và 90% trong số đó dành nhiều thời gian nhất cho việc truy cập mạng xã hội. Điều này có thể chứng minh rằng, cùng với sự phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin, mạng xã hội đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.
Các mạng xã hội giờ đây không chỉ là nơi chia sẻ những thông tin cá nhân, giải trí, mà còn là nơi để ứng viên và các nhà tuyển dụng kết nối lẫn nhau. Do đó, sẽ thật lãng phí nếu như chúng ta bỏ lỡ nguồn tài nguyên tuyển dụng đa dạng này. Chúng ta có thể đăng tuyển dụng trên những mạng xã hội đang được ưa chuộng, có tính tương tác cao như Facebook, LinkedIn, tìm việc nhanh, thao tác thực hiện đơn giản, khả năng lan truyền thông tin nhanh chóng, rộng khắp của mạng xã hội, cho phép nhà tuyển dụng dễ dàng tiếp cận với nhiều ứng viên hơn. Thêm vào đó, các tính năng sàng lọc, phân loại độ tuổi, thông tin ngành nghề cùng với chức năng quảng cáo bài viết trên mạng xã hội giúp thông tin tuyển dụng dễ dàng đến tay ứng viên mục tiêu hơn, bảo đảm khả năng tiếp cận đúng người, đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Có được sự sàng lọc từ đầu này, quá trình tuyển dụng của chúng ta sẽ trở nên đơn giản hơn. Tổ chức những hoạt động đặc sắc. Chúng ta nên định kỳ tổ chức những hoạt động, khóa giao lưu đặc biệt dành riêng để thu hút tuyển dụng. Chủ đề của những hoạt động này thường sẽ là những chủ đề mà mọi người quan tâm, yêu thích. Tùy vào đối tượng mà chúng ta sẽ có những chủ đề khác nhau. Ví dụ, với phái nữ sẽ là hướng dẫn làm đẹp, chuyên đề dinh dưỡng, làm bánh, làm trà sữa. Với phái nam sẽ là thư pháp, trà đạo, phong thủy. Những buổi có chủ đề đặc biệt như kiến thức cơ bản về phân tích tâm lý, đọc vị hành vi, nhân tướng học thường sẽ rất được yêu thích và thu hút cả nam lẫn nữ vì nó kích thích trí tò mò của mọi người, đánh trúng vào tâm lý, ai cũng muốn mình có thể nhìn thấu được người khác. Tóm lại, hoạt động càng hot và đa dạng, khả năng thu hút càng cao. Đồng thời, những hoạt động này cũng là bước đệm tuyệt vời cho việc tuyển dụng, thông qua người quen hay xin sự giới thiệu. Mỗi lần có những kiểu hoạt động như thế này, những người quen của thành viên trong nhóm cũng sẽ biết tiếng mà đến, hoặc chính họ sẽ giới thiệu cho bạn bè của mình tham gia. Hướng đến nguồn tuyển dụng tiềm năng, người trẻ. Theo một tổng kết về giới trẻ, thì giới trẻ hiện tại có 3 nhu cầu lớn. Một là học tập, hai là phát triển bản thân, ba là sống và làm việc vui vẻ. Vừa hay, tư vấn bảo hiểm cũng là một công việc vô cùng thích hợp với những tiêu chí đó, giúp người trẻ có thể học tập những kỹ năng mới, không ngừng phát triển hoàn thiện bản thân, vừa có thể tận hưởng cuộc sống, vừa có được niềm vui khi mang lại giá trị nhân văn cho xã hội. Ngoài ra, giới trẻ hiện tại còn sở hữu những ưu điểm nổi bật như đông đảo, năng động, linh hoạt, nhiệt huyết, dám đương đầu thách thức. Chính vì những điều này, cộng với xu hướng trẻ hóa trong sự phát triển của xã hội, tư vấn viên trẻ tuổi đang dần trở thành mục tiêu hướng đến của nhiều chủ quản. Nếu như trước đây khi tuyển dụng tư vấn viên, nhiều chủ quản chỉ ưu tiên chọn những tư vấn viên có số tuổi từ 30 trở lên bởi vì họ cho rằng độ tuổi này đã đủ kinh nghiệm, đủ chín chắn, có tỷ lệ trụ cao, thì hiện tại quan niệm này đã bắt đầu thay đổi. Ở nhiều công ty bảo hiểm, tư vấn viên dưới 30 tuổi đã chiếm hơn phân nửa tổng số lượng nhân viên. Sự gia nhập của những thành viên trẻ cũng khiến cho không khí trong đội nhóm được trẻ trung, tươi mới và tích cực hơn, dám nghĩ, dám làm, dám thử thách. Rất nhiều ý tưởng được nghĩ ra và thực hiện bởi những tư vấn viên trẻ. Nhiều tư vấn viên cũng đã và đang lập được thành tích đáng nể cho mình dù chỉ mới gia nhập không lâu. Vì thế, chúng ta nên đặt trọng tâm tuyển dụng hướng đến đối tượng đông đảo đầy tiềm năng này. Để có thể thu hút và thuyết phục được giới trẻ chọn bảo hiểm, trước nhất, chúng ta cần tự chủ động tiếp cận họ trước, thấu hiểu và nhìn nhận họ một cách khách quan, học cách thích ứng với họ. Họ nghĩ gì? Họ cần gì? Họ thích được nghe những gì? Họ hướng đến những điều gì? Khi chúng ta nắm bắt được tâm lý của giới trẻ và đặt lợi ích của họ lên hàng đầu, ứng viên sẽ dễ dàng bị thuyết phục hơn. Thời lượng chương trình ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng với chuyên đề kỳ này sẽ là nguồn tham khảo bổ ích cho các anh chị trong công cuộc quản lý và tuyển dụng của mình. Chúc các anh chị có một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.